Chào các bạn đã quay trở lại với kênh móc len của Ochi. Video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc chú bạch tuộc như thế này nha. Và bây giờ mình sẽ đi vào phần hướng dẫn chi tiết nhé. Mình sử dụng len mua cốt tông các màu như hình, kim móc 2.0 mini, kim đánh dấu, kim khâu và một ít bông gòn. Đầu tiên các bạn tạo một vòng tròn ma thuật. Móc lên một mũi bính. Móc vào vòng tròn này 6 mũi móc đơn. 1 mũi. Mình dùng ghim để đánh dấu vào mũi đầu tiên. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Kéo len cho vòng tròn khít lại. Trượt một mũi trượt vào chân mũi đầu tiên để kết thúc hàng 1. Ở đây mình sẽ móc kiểu kết hàng nha. Móc lên một mũi bính để bắt đầu hàng 2. Chân mũi đầu tiên móc 2 mũi đơn chung một chân, hay còn gọi là mũi tăng. Các bạn móc thêm một mũi đơn vào chân mũi vừa móc là thành một mũi tăng. Các chân mũi tiếp theo chúng ta đều móc mũi tăng. Tổng hàng này chúng ta sẽ móc được 6 mũi tăng, tương ứng với 12 mũi đơn. Trượt một mũi trượt để kết thúc hàng 2. Lên hàng 3, chân mũi đầu tiên móc một mũi đơn. Chân mũi tiếp theo móc một mũi tăng. Ở hàng này các bạn sẽ móc theo cụm một mũi đơn, một mũi tăng lặp lại đến hết hàng. Kết thúc hàng 3. Lên hàng 4. Chân mũi đầu tiên móc một mũi đơn. Chân mũi tiếp theo móc một mũi tăng. Chân mũi tiếp theo móc một mũi đơn. Ở hàng này các bạn móc theo cụm một mũi đơn, một mũi tăng, một mũi đơn đến hết hàng nha. Chân mũi cuối cùng của hàng này móc một mũi đơn. Trượt mũi kết thúc hàng 4. Lên hàng 5. Chân mũi đầu tiên móc một mũi đơn. Chân mũi tiếp theo móc một mũi đơn. Chân mũi tiếp theo cũng móc một mũi đơn. Ở hàng này, tại mỗi chân mũi, các bạn đều móc một mũi đơn. Tổng hàng này chúng ta sẽ móc được 24 mũi đơn. Và từ hàng thứ 5 đến hàng thứ 7 các bạn sẽ móc tương tự nhau. Mình sẽ gặp lại các bạn sau khi các bạn đã móc xong hàng thứ 7 nhé. Kết thúc hàng 7. Lên hàng 8. Chân mũi đầu tiên móc một mũi đơn.
hai chân mũi tiếp theo móc một mũi giảm. Các bạn để ý nha, đây là cạnh trước của chân mũi. Còn đây là cạnh sau. Móc mũi giảm thì chúng ta sẽ chỉ móc vào cạnh trước của chân mũi thôi nha. Mình sẽ giảm từ 2 mũi thành còn 1 mũi. Các bạn đâm kim vào cạnh trước của mũi đầu tiên. Đến mũi thứ 2. Kéo lên qua. Rồi kéo lên qua 2 vòng. Vậy là mình đã móc xong 1 mũi giảm. Chân mũi tiếp theo các bạn móc 1 mũi đơn. Ở hàng này chúng ta sẽ móc theo cụm 1 mũi đơn, 1 mũi giảm, 1 mũi đơn lặp lại đến hết hàng nha. Chân mũi cuối cùng của hàng này móc 1 mũi đơn. Trượt mũi kết thúc hàng 8. Lên hàng 9. Ở hàng này chúng ta sẽ chỉ móc vào cạnh sau của chân mũi thôi nhé. Chân mũi đầu tiên móc 1 mũi đơn. Hai chân mũi tiếp theo móc 1 mũi giảm. Ở hàng 9 chúng ta sẽ móc theo cụm 1 mũi đơn, 1 mũi giảm đến hết hàng. Kết thúc hàng 9. Đến đây các bạn nhồi bông vào. Bắt đầu hàng 10, ở hàng này các bạn sẽ móc toàn bộ là mũi giảm. Tổng chúng ta sẽ móc được 6 mũi giảm. 1 mũi. 2. 3. 4. 5. 6. Trượt mũi để kết thúc hàng. Sau đó các bạn cắt len đi. Mình dùng kim khâu để giấu len thừa. Tiếp theo chúng ta sẽ móc chân bạch tuộc vào cạnh trước của hàng thứ 9 nha. Những cái cạnh nổi lên như thế này là cạnh trước của hàng thứ 9, chúng ta sẽ móc vào đây.
các bạn luồn len qua. Móc lên một mũi bính để cố định sợi len. Tiếp theo móc lên 6 mũi bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đến đây chúng ta sẽ bỏ qua mũi bính đầu tiên và móc vào mũi bính thứ 2 một mũi trượt. Mũi bính tiếp theo móc một mũi đơn. Các mũi bính còn lại đều móc mũi đơn. Tổng chúng ta sẽ móc được 4 mũi đơn. Mũi thứ 2. Mũi thứ 3. Mũi thứ 4. Bỏ qua chân mũi bên cạnh và móc vào chân mũi tiếp theo một mũi trượt. Vậy là mình đã móc xong một chiếc chân của bạch tuộc. Các bạn sẽ móc thêm 8 cái chân tương tự như thế này nha. Ở chân mũi cuối cùng này, các bạn sẽ trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Đến đây, các bạn cắt len và giấu len thừa đi. Mình dùng len màu hồng để làm miệng của bạch tuộc. Các bạn tạo một vòng tròn ma thuật. Móc lên một mũi bính. Móc vào vòng tròn này 5 mũi móc đơn. Một mũi. Mình vẫn dùng ghim để đánh dấu vào mũi đầu tiên. Hai. Ba. 4 5 Kéo len cho vòng tròn khít lại. Sau đó trượt một mũi trượt vào chân mũi đầu tiên. Đến đây các bạn cắt len đi. Các bạn sẽ gắn miệng vào thân. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng sợi màu đen để làm mắt nhé.